Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với Game Survey 3. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẹo rất là hay trong Survey 3. Nó chính là mẹo để tăng nội, hoặc là nói cách khác là mẹo để nạp năng lượng bóng tối nhanh nhất ở trong trận chiến trong game này. Thì năng lượng bóng tối vì sao là nó rất là quan trọng mà mình phải hướng dẫn, mà để mình phải hướng dẫn hôm nay. Thì năng lượng bóng tối nếu mà các bạn dùng trận chiến thì nó sẽ duy trì sức mạnh của các bạn. Đấy, hoặc nói khác là nâng sức mạnh các bạn lên đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn mà muốn lấy năng lượng bóng tối nhanh thì các bạn phải đánh rất nhiều combo vào người đối thủ. Đấy, hoặc thậm chí là các bạn phải đánh những cái cú sát thương chí mạng thì các bạn có thể thu thập được cái nộ ở trong trận chiến của các bạn. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thu thập nộ nhanh nhất ở trong trận chiến để các bạn có thể dùng để đánh để duy trì cái sức mạnh các bạn. Đấy, và tỷ lệ mà các bạn có thể dùng được cái mẹo đấy là 70% nha, khả năng các bạn dùng được, bởi vì là cái mẹo đấy là có lúc dùng được lúc không cơ. Đấy, thì đây mình sẽ chuẩn bị đạo cụ cho các bạn, hướng dẫn các bạn chuẩn bị nhé. Đây, đầu tiên ấy là các bạn phải có một cho mình một cái mìn điện hoặc là cái bẫy ở cái hệ vũ khí tầm xa ấy, thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái mìn điện hoặc là một cái bẫy được mìn điện được, miễn là có cái vũ khí nào ấy mà đánh tầm xa có thể cản được cái sự chống đỡ kẻ thù. Tức là khi các bạn đánh ấy, thì kẻ thù đỡ được. Nhưng mà các bạn mà dùng những cái này ấy, thì bạn có thể chặn được. Thì các bạn có thể để kẻ thù đứng yên, và kẻ thù ấy sẽ bị mất cái khả năng kháng cự và không thể làm gì mình luôn. Nói khác là mất khả năng kháng cự ý. Các bạn có thể dùng mìn hoặc là bẫy. Nhưng hôm nay mình sẽ dùng mìn đi. Vũ khí thì mình bảo các bạn bắt buộc là các bạn phải chọn vũ khí của sứ giả hội nha, vì vũ khí của sứ giả hội mới có, bởi vì vũ khí giả hội là rất là nhẹ đấy, rất là nhẹ cho nên là đánh nó sẽ nhanh hơn. Còn triều đình là nó không có một cái khả năng nào gọi là tăng nộ cả. Còn vũ khí của thần minh hội là có, hình như là mình cũng không nhớ, không nhầm cũng có, nhưng mà cấp độ tốc độ đánh là rất là chậm. Cho nên mình bảo bạn bắt buộc các bạn phải chọn một vũ khí của sứ giả hội, và khả năng các bạn cần dùng là đòn thế đỉnh cao của vũ khí. Đòn thế đỉnh cao các bạn cần dùng là nạp lại, bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà các bạn mà dùng nạp lại, đây mình đọc luôn, 13% xác suất thu được năng lượng bóng tối tương đương 180% sát thương tấn công của bạn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa ấy, là nếu mà các bạn đánh rất nhiều combo, hoặc là một combo, hoặc là đặc biệt hơn là các bạn đánh một cú chí mạng vào người của đối thủ, thì cái sát thương ấy sẽ gây nên năng lượng tối của mình sẽ tăng nhanh hơn. Đấy, nó là một mẹ. Các bạn nên dùng cái này nha. Không phải nên mà là bắt buộc các bạn phải dùng cái nạp lại này. Không có là các bạn không thể nào mà tăng nộ không. Và tiếp theo, áo giáp. Áo giáp là các bạn bây giờ bắt buộc phải chọn. Phải là bắt buộc. Một là bắt buộc, còn hai là mình khuyên thôi. Ở đây mình nói là mình khuyên thôi nha. Là các bạn nên dùng rất sứ giả hội. Vì sao? Trước là mình nói bắt buộc ấy, bởi vì giáp sứ giả hội là nó có một cái hệ, đó chính là hệ tăng chí mạng. Và thứ hai là rất là nhẹ. Tại sao mình không nói là áo giáp của triều đình là nó nhẹ? Tại không dùng, phải bắt buộc dùng giáp hội. Đấy, bởi vì là áo giáp của triều đình là mình thấy, theo như mình thấy là nó có rất là ít để tăng nộ. Đấy, rất là ít đòn thế đỉnh cao và đòn thế hiếm. Đòn thế
rất là ít đòn thế năng độ. Còn cái giáp của sư hội là rất là dễ kiếm đòn thế năng độ. Đây mình ví dụ các bạn nhé. Đây đòn thế hiếm giáp. Cái đòn thế này ý, là khi mà mình mới vào chương 3 là mình sẽ có rồi. Đấy. Cho nên là mình khuyên các bạn nên dùng áo giáp của sư hội để có cái hệ này. Đây 12 xác suất xuyên thấu chặn cản của đối thủ bằng đòn tấn công cơ bản, có nghĩa là tỷ lệ tăng chí mạng của bạn sẽ cao lên, của các bạn sẽ cao lên. Đấy. Và đồng nghĩa việc nếu mà có chí mạng thì khả năng là sẽ có năng ống tối gây đến này, gây ra nửa ống tối rất là nhanh với một thời gian rất là nhanh vào cho mặt. Đấy, nói chung vậy thôi. Mũ thì mình cũng khuyên các bạn nên dùng mũ của sư hội. Và có một hệ mà bắt buộc các bạn phải chọn, đó chính là tích lũy. Bởi vì khi mà các bạn dùng cái hệ tích lũy này, đấy, đây biến 22% sát thương đòn chí mạng thành năng lượng tối. Có nghĩa là khi các bạn dùng, các bạn đánh, các bạn cứ đánh rất nhiều combo người thủ đi, thì khả năng cao là đòn, là cái đòn tích lũy này thì sẽ gây ra năng lượng tối cho các bạn, tăng cách rất là nhanh chóng. Và tỷ lệ các bạn thu thập nộ rất là nhanh trong thời gian chóng mặt luôn. Đấy, tỷ lệ 70% thôi. Bây giờ mình chứng minh các bạn nha. Mình sẽ vào huấn luyện và cho các bạn xem. Và mình sẽ xong rồi mình sẽ đánh trận để test cho các bạn. Khả năng tỷ khả năng 70% là sẽ có. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ dùng năng lượng tối trước nha. Đấy các bạn thấy không? Cái hệ này là nó sẽ khiến năng lượng tối mình tăng lên các bạn. Đấy các bạn thấy không? Các bạn vừa thấy hai cái hệ ấy. Đó chính là cái hệ lặp lại và hệ tích lũy. Đấy cái hệ tích lũy này, nó làm cho năng lượng tối của mình nó sẽ tăng rất là nhanh. Một thời gian và tốc độ chóng mặt. Đây mình sẽ bẫy trước. Đấy, các bạn thấy không? Nước nổi tối nhanh đăng này. Đăng nhanh một cách nhanh chóng mắt luôn các bạn. Đây, đặc biệt là những cái vũ khí sữa hội nó có một lợi thế là nó tốt sáng, là đánh cú chí mạng, xong rồi là nó sẽ tăng nổi tối lên. Đấy, các bạn thấy không? Tăng rất là nhanh. Các bạn nhìn cái vạch nước nổi tối của mình thì các bạn sẽ biết. Đây ấy lại tăng rồi, lại tăng rồi các bạn. Đấy lúc tăng lúc không nha các bạn. Thế nên mình nói tỷ lệ 70% là dùng cái chiêu này. Thế. Đây các bạn nhìn nhá. Ấy tăng rất nhanh luôn. Cái cú áo giáp đấy, các bạn thấy cái áo giáp của mình chưa, đánh rất nhiều cú chí mạng các bạn. Nên lý do vì sao mình khuyên các bạn là phải dùng giáp sư hội, và bắt buộc ở chỗ ấy là bởi vì là cái giáp sư hội rất là nhẹ, còn giáp cái rất là nặng, cho nên là việc di chuyển rất là khó khăn. Đấy mình chưa nói các bạn đâu. Đấy đây đây, tăng độ nhanh một cách chóng mặt luôn các bạn. Đấy đấy Đây mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn nha. Các bạn nhìn kỹ cái vạch năng lượng tối của mình đi. Ấy, các bạn thấy chưa? Các bạn có thể thấy rất rõ ràng luôn. Là một phát mình đánh là nó tăng luôn các bạn. Đấy,
Có thấy không? Nhưng mà lần này không tăng nữa. Đây mình sẽ làm mẫu cho bạn nha. Đấy, tăng một tí thôi. Thỉnh thoảng là nó sẽ tăng full luôn các bạn. Đây, đây, cho nó vào bẫy. Giả dụ nó là đối thủ đi. Đấy, tăng rất nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ vào trận rồi mình sẽ test cho các bạn xem nha. Đây mình sẽ là bất ngờ lớn. Giáp truyền đình mình khuyên các bạn không sử dụng nha. Bởi vì thế nó không có cái nào gọi là tăng chính mạng đâu. Ok bắt đầu nha các bạn. Đấy, mình sẽ đập trước. Đấy, độ mình cũng chưa tăng được nhiều đâu các bạn. Độ mình chưa được tăng nhiều không? Chưa tăng được nhiều các bạn. Đấy, độ này tăng rồi này. Đây, thì lý do sao mình bắt buộc các bạn dùng giáp phòng hộ đây. Để các bạn đánh được nhiều châu hơn. Giáp triều đình cũng dùng được nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ không có cái chiêu thức là giữ nằm đấm để vào đánh các bạn. Và giáp của sư hội là theo như mình thấy là này, sẽ có một chiêu này. Đấy, đánh rất là nhanh. Nhanh gọn lẹ. Chứ giáp sư hội là cứ phải ngoáy ngoáy mỏng các bạn. Ui chết cha rồi. Ui da, thôi được chết vào đây đi. Đấy như vậy, đấy. Để mình sau lần, mắt sau lần mình sẽ. Đấy, để đánh mình cái này. Đấy đi. Đấy, để nó đánh mình vào đây. Để mà sau lần mình sẽ cho bạn xem nộ của mình tăng rất nhanh. Một phát đầy nộ. Vì giờ dẫn là mình cũng nói một chút là về nhốt lại giáp các bạn. Ui, chết rồi. Chết rồi. Nó khí luôn. Thôi, mình sẽ không dùng lượng tối nha. Để dành cho lần sau. Mình sẽ không dùng nha các bạn. Mình sẽ để dành cho lần sau. Đây. Chán quá. Đấy, mình sẽ đẩy yên. Đây. Vẫn chưa tăng không? Chết. Ấy, đã tăng rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Nó tăng lên gần một nửa ấy. Tôi đánh vào đi. Đằng này đang chết. Đấy, các bạn thấy không? Mình vừa đập phát là nó tăng lên này. Thì ngoài kích ra các bạn hoàn toàn có thể chọn vũ khí khác nha. Hoàn toàn các bạn có thể chọn được một cái vũ khí nào khác ngoài vũ khí này ra. Đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn một vũ khí. Ở đây là mình sẽ chọn vũ khí Fade End nhé. Mình chọn cái Fade End. Đấy. Đây. Mình sẽ chọn cây này. Cũng như lần trước thôi. Chẳng qua là mình sẽ thay đổi cái chiêu thức đánh thôi. Các bạn. Ok. Tiếp tục đánh thôi. Đúng lúc luôn, đánh boss. Đầu tiên là các bạn cứ đặt tay nha.
Đấy các bạn thấy không, mình vừa đập vào đầu nó phát là độ tăng rất là nhanh nhỉ. Chờ nó, các bạn chờ nó vào. Đấy các bạn đập, chẳng qua là chiêu thức đánh nhẽ khác thôi đâu. Còn lại là cách đánh rất là giống nhau, chẳng qua chiêu thức là đánh rất là khác. Đấy, các bạn thấy không, độ tăng rồi đấy. Xong. Các bạn nãy có thể thấy rất rõ là nộ tăng rất là nhanh. Đi vào phía trước. Có cú đánh nào mà nó mất khả năng kháng cự là các bạn cứ đánh như các bạn. Đây, mình sẽ đánh nha. Đấy, nộ tăng rồi. Nhưng mà nó tăng ít thôi. Ý, đấy. Nộ chưa tăng đâu các bạn. Ừ, chết. Ừ, nó nè. Đấy, tăng chí mạng này. Đấy, nộ tăng rồi các bạn. Nhưng mà khả năng thấp thôi. Khả năng này, nhưng mà cái khả năng 70% đấy ạ, cũng không là nó là 100% ạ. Đấy các bạn thấy, dùng độ thoải mái luôn. Xong. Kêu vậy là mình đã thắng. Ok. Rồi xong rồi các bạn. Nó là cách để nhanh nhất để mình có thể tăng nộ. Nhưng mà nói chung là các bạn dùng nhiều cơ, phải kiên nhẫn thì các bạn mới có thể tăng độ được. Cách này quan trọng các bạn dùng, các bạn phải kiên nhẫn nhá. Nè, đừng có bỏ cuộc. Các bạn cứ đánh nhiều lần vào thì biết đâu sẽ được sao. Và thôi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn. Bye.